Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Shop Giày Si Tuấn Hương nhé. Hôm nay thì Shop Giày Si của em lên soạn hàng báo giá cho mọi người một lô giày thể thao hàng sale. Lô giày hôm nay thì em sẽ sale đồng giá là 250.000 nha các bác nhé. Các bác xem kênh ưng mẫu nào chốt đơn thì chụp mẫu lại cái mẫu mà mọi người chốt xong gửi qua số Zalo cho em nhé. Đôi này là đầu lai, là một đôi Adidas cổ cao. Size cho đôi này là 39 nhé mọi người nhé. Lên cho em mã là mã X1 size 39 giày thể thao, nên em lên mã xả nhé. Xả siêu đồng giá là 250.000. Em quay qua một chút cho mọi người xem đôi này. Tình trạng độ mới còn cao nhá, da còn rất là đẹp ạ. Đôi này thì phối giữa da lộn và phần da, màu trắng và màu ghi. Điểm nhấn ở đây là lớp ba vạch màu đen. Đây là thương hiệu của Adidas luôn. Đế thì tình trạng độ mới còn cao nhá mọi người. Hàng made in Indo này, tem mark made in Indo, size 39,5. Size 39,5 mã X1 giúp em, giá cho đôi này là 250.000 nhá. Mã X1 ạ. 250 hiệu Adidas. Em lên tiếp ạ. Đôi này cũng Adidas nhá. Đôi này size là cũng size bé, size 39,5 các bác ạ. Đôi này size 39,5 hiệu Adidas. Đôi này thì full da hết ạ. Size 39,5. Đôi này thì hàng made in Việt Nam nhá, không phải Indo. Nhưng mà tình trạng độ mới của giày còn rất là tốt nhá. Đế ma sát còn rất là ok. Độ mới cao, size 39,5. Mã X2 size 39,5, giá là 250.000. Hàng này thì có bao lỗi cho các bác nhá. Có bao lỗi cho các bác. Tất cả những ngày hóa đơn mua hàng từ 500.000 trở lên thì bên em sẽ free ship. Còn dưới 500.000 thì các bác chịu thêm tiền ship giúp em nhé. Bác nào muốn được free ship thì mọi người chuyển khoản trước thì bên em sẽ bao ship nhé. Em lên tiếp ạ. Một đôi giày vặn cót. Giày này là full da màu đen luôn. Đôi này hiệu ở Hàn Quốc ạ. Mã cho đôi này là X11 nhá, size 43. X11 size 43. Giá hôm nay cũng là sale đồng giá là 250.000 hiệu Hàn. Giày vặn cót nhá. Mã X11 ạ. Giá là 250.000. X11 250. Em qua mã. Đây là một đôi giày siêu nhẹ của thương hiệu World Cup. World Cup thì là giày của Hàn nhé. Và size này là size 40 các bác nhé. Mã X3 size 40 hiệu World Cup ạ. Giá cho đôi này cũng là 250.000. Dáng thể thao, màu sắc đẹp. Đế tình trạng độ mới còn ma sát rất là tốt nha. Bên trên thì không hở keo, không sơn sửa gì cả. Nói chung là đôi này khá là, nếu mà phù hợp với các bác là dành đi bộ, đi bộ hoặc chơi thể thao thì ok. Chơi mấy cái bộ môn cầu bóng bàn nhẹ nhẹ mọi người thì ok nhá. Còn các bộ môn chuyên dụng, ví dụ như cầu lông các thứ, thì các bác có thể là lựa sang một cái đôi khác là chuyên dụng hơn. Đôi này size 40, giá là 250 giúp em nhá. X3 size 40 giá 250. Tiếp theo, đây là một đôi giày của thương hiệu Hết. Hết là của Mỹ ạ. Size 42,5, được làm chất liệu từ vải lưới. Giá cho đôi này là 250.000. Thương hiệu Hết là của Mỹ ấy các bác nhá. Made in USA đấy ạ. Đôi này là độ mới và độ bám giày, bám đường còn rất là tốt nhé. Bám đường, bám giày còn rất là tốt đấy. Đấy là cao su non, êm vô cùng. Mũi giày và gót giày còn rất là đẹp nhé các bác nhé. Giá cho đây là X4 ạ. Giá 250. X4 giá 250 hiệu Hết giúp em ạ.
Mình lên một đôi nai màu đỏ rượu vang, đỏ đô nhá. Đôi này thì nam nữ có thể đi được. Da lộn, đế băng, đế ma sát tình trạng độ mới còn cao lắm. Đôi này màu cũng rất là đẹp nhá. Nam nữ đi được, size này là 40, chiều dài bàn chân là 25cm giúp em nhỉ. Giá cho đôi này là 250.000, size 40, mã X5 giúp em. Bác nào ưng thích mẫu này, thích đế bằng thì mọi người chốt mã X5 nhá. Hàng sale thì nhà em chỉ bán trong ngày thôi. Ví dụ như hôm qua em cũng có sale nhưng mà hàng hết sạch rồi. Thế nên là các bác xem video hôm nay giúp em nhá. Hàng sale thì em chỉ bán trong ngày thôi. Thế nên là rất ít khi mà còn. Hôm nay đến tận hôm nay vẫn có khách họ gọi điện hỏi giày hôm qua sale thì nhà em không còn nhá mọi người nhá. Các bác lưu ý là xem kênh thì nhớ để kênh ở chế độ gọi là thông báo và mọi người phải đăng ký kênh. Thì hôm nào em sale cái thì nó sẽ hiển thị lên thì mọi người sẽ xem được và sẽ không bị trôi kênh. Đôi này là size 42, chiều dài bàn chân là 265, hiệu Adidas. Đế là đế bằng nhá mọi người nhá. Và đôi này thì dòng này là dòng Superstar, hiệu sò, có chữ Superstar ở đây. Tình trạng giày độ mới cao, đế thì không phải nói nữa rồi, quá là mới. Size 42 nhá các bác nhá. Mẫu này mọi người có thể mặc đi chơi, đi làm. Giá 250 thôi ạ. 250. Em lên đôi nai. À đôi này, đôi này cũng Adidas ạ. Size đôi này là 40 các bác nhá. Mã X7 size 40. Đôi này size 40 giúp em. Đế tình trạng độ mới cao này, ma sát còn rất là tốt này. Mũi giày và gót giày còn độ mới còn tương đối là cao. Nói chung là đôi này còn tương đối là bền nhá. Mọi người đi vài tháng không lo là bị hỏng hay là bị ấy đâu ạ. Đôi này thì size 40, giá là 250, mã X7 giúp em ạ. Bác nào ưng mẫu này chốt mã X7 giúp em. X7. Em lên một đôi giày của thương hiệu Max Rainbow. Mẫu này là hàng của Anh Quốc nhá. Hàng của Anh Quốc, Max Rainbow, phun da màu trắng. Đế thì ma sát chống trơn trượt còn rất là tốt này. Giày rất là chắc chắn này, dành cho các bác chuyên gọi là leo núi và phượt. Biểu tượng của nó là hình một người đang cắm cờ trên một cái ngọn núi. Mẫu này thì là Max Rainbow, hiệu Anh Quốc, size 43 giúp em. Chiều dài bàn chân là 27,5cm, giá cho đôi này là 250. Bình thường mấy cái hiệu mà chuyên leo núi này, chơi thể thao, rồi là những cái hiệu mà nó chuyên dụng về những cái bộ môn thể thao như thế này thì mua sẽ rất là đắt nha mọi người nhá, không rẻ đâu ạ. Thế nên là các bác thấy hôm nay em sale thì có đôi này. Bác nào hay đi leo núi này, hay đi phượt này thì các bác có thể là lựa chọn nhé. Size 43, giá 250. Em lên tiếp một đôi giày của thương hiệu Adidas. Đây là một đôi giày của thương hiệu Adidas, dáng thể thao. Đôi này có thể chơi được thể thao nhá, chơi cầu lông được. Hiệu Adidas, size 41.5, chiều dài bàn chân 260. Mã cho đôi này là X10, size 41.5, 41 hay 40 nhỉ? 41.5 nhá các bác, 41.5. Giá 250, mã X10 giúp em ạ. X10 size 41.5, giá 250, hiệu Adidas.
lên tiếp ạ. Đây là một đôi giày Alpha Pow của thương hiệu Adidas nhé. Đôi này đi chạy bộ hay là chơi tập gym, chơi thể thao là rất là nhẹ luôn đấy ạ. Đôi này có size là 43,5. Độ bám đường và ma sát còn rất là tốt này mọi người nhá. Hiệu Adidas size 43,5 mã X12. Giá là 250.000. Lên một đôi Nike ạ. Đôi này thì đế bằng nhá. Size của đôi này tương đối là to đấy. Đế tình trạng độ mới còn cao này, ma sát còn rất là tốt nhá. Size cho đôi này là 44, chiều dài bàn chân 28. Giày có màu ghi xanh, da lộn, tình trạng da rất là đẹp. Mũi giày và phần gót giày còn rất là mới nhá, không hở keo, không đi lại keo. Size 44 mã X13. Giá 250.000 giúp em nhá. Bác nào ưng thích mẫu này chốt mã X13 ạ. X13. Em lên Adidas. Đây là siêu nhẹ ạ. Đôi này size 40.5. 40.5. Độ mới cao, gót và phần mũi giày còn rất là đẹp ạ. Không lỗi lầm nha, giá 250. X14 ạ. X14. Lên một đôi giày Hàn Quốc. Đôi này trơn hết, không có màu gì cả, mỗi màu ghi thôi, rất là sạch. Nhưng mà đôi này size là 44 nhá, size to. Bác là chân 28cm thì mọi người hãng chốt đôi này giúp em. Đôi này có mã là X16. X16 nhá, size 44, giá là 250. X16. Size 44 giá 250.000. Siêu nhẹ. Đế tình trạng độ mới cao. Gót thì nó hơi mò một xíu thôi nhưng mà không đáng kể. Nói chung là ma sát và bám đường còn rất là tốt. Size 44 giá 250 giúp em. Lên tiếp ạ. Đôi này cũng size 44 ạ. Màu xanh than, hiệu Albert. Đây là hiệu của anh nhá, size 44 nhá, giá là 250.000. Giày có màu xanh than, lót lông bên trong. Đế thì tình trạng hơi mòn một chút nhưng mà độ ba sát và cả bám đường còn rất là tốt. Đôi này giá cũng sale còn 250.000, mã X17. X17 giúp em. Em lên một đôi Adidas đế bằng. Đôi này tình trạng độ mới còn cao nhá. Đôi này thì size cũng không to, size 41.5. Size 41.5, chiều dài bàn chân cho đôi này là 260, hiệu Adidas ạ. Đế bằng. Đế tình trạng độ mới cao, ma sát còn rất là tốt, giày thì phun da, điểm nhấn là được mix với cả da lộn nhá. Da lộn. Mã là X18, size 41.5. Size 260, chiều dài bàn chân 260cm. Giá cho đôi này là 250. Em lên một đôi giày cuối cùng của thương hiệu Adidas đế bằng màu trắng. Mẫu này thì còn đẹp nhá, mọi người có thể mặc đi chơi. Đôi này thì cũng có gọi là sơn lại một chút ở phần mũi giày. Nhưng mà tình trạng da còn rất là đẹp.
Đôi này siêu rẻ cho các bác thôi nhá mọi người nhá. Size 42, hiệu Adidas. Đôi này có sơn lại. Giá cho đôi này là 150.000. Em giảm cho mọi người 100.000 luôn, coi như là đôi này cho vào lô hàng xạ. Size 42, giày da còn rất là đẹp. Tem cốt mã vạch đầy đủ hàng chính hãng. Dòng này là dòng Stan Smith, mua mới cũng phải rơi tầm khoảng 3-4 triệu đôi này nhá. Nhưng mà đôi này thì nó hơi kém một chút, em sale giá 150. Mẫu này thì cũng là mã cuối cùng trong phiên live hôm nay của nhà em ạ. Các bác xem kênh thì ông mẫu nào chốt đơn chụp màn hình lại xong gửi qua số Zalo cho em. Số Zalo là 0987785608 nha mọi người nhá. Em xin phép là chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá.